ngưỡng mộ hai ông cụ ngoài 80 tuổi trình diễn thể lực ngoạn mục. Đêm sơ loại thứ 3 của cuộc thi tìm kiếm tài năng Mỹ tiếp tục diễn ra với những tiết mục mới thú vị. Tiết mục nhảy múa của thí sinh Marina Mazepa đã đưa lại những phút giây sửng sốt cho người xem. Cô thoạt tiên bước ra sân khấu với những động tác ba lê, trước khi chuyển sang những động tác uốn vặn cơ thể khiến người xem hoảng hồn. Có những lúc, hình ảnh của Marina Mazepa cộng thêm tiếng nhạc đệm có phần rùng rợn khiến người xem liên tưởng, như thể họ đang theo dõi một nhân vật trong phim kinh dị. Tiết mục của Marina Mazepa khiến ban giám khảo thực sự sửng sốt, và cùng đồng ý để cô tiến vào vòng tiếp theo. Thí sinh Yuri Zanvichiver đã có một màn nhảy múa hài hước khiến người xem cười đau ruột. Dù vậy, ngần ấy là chưa đủ đối với ban giám khảo, vì vậy, Yuri Zanvichiver sẽ phải dừng chân ngay sau lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu tìm kiếm tài năng Mỹ. Ảo thuật gia 26 tuổi John Chambers bước lên sân khấu với một chiếc túi giấy rỗng không, nhưng hóa ra không hề rỗng tí nào. Từ chiếc túi này, anh lấy ra được hai cốc bia, rồi thêm một cốc nữa từ chiếc giày, một cốc nữa từ áo khoác. John Chambers còn khiến một chai đồ uống bất thình lình xuất hiện không hiểu từ đâu ra. Tiết mục ảo thuật chứa đựng cả chất hài khiến người xem cảm thấy được giải trí. Giám khảo nhận xét rằng thoạt tiên khởi đầu tiết mục, John Chambers để tốc độ diễn ra hơi chậm, nhưng càng về sau, tiết mục càng ổn hơn. Sau cùng, họ đều đồng ý để gặp lại John Chambers trong vòng tiếp theo. Hai ông cụ người Brazil, Edson và Leon của nhóm JPLAO Tempo, đều đã ở tuổi ngoài 80, họ xuất hiện trên sân khấu cùng với người phiên dịch, và hầu như không thể hiện ra ngoài bất cứ khả năng đặc biệt nào về thể lực. Nên khi họ bắt đầu thực hiện các động tác thăng bằng, nâng đỡ cơ thể cùng với nhau, mọi người đều bị sốc. Các giám khảo cũng rất thích thú với sự bất ngờ mà họ đưa lại nên đã cùng để hai ông cụ đi tiếp vào vòng trong. Bích Ngọc, theo AGT, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.